Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online, thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm vào biểu tượng hình cây chuông thì mỗi khi kênh học toán online đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh học toán online. Rồi bây giờ mà các em mở sách giáo khoa môn toán lớp 8 tập 1, bài 6, phân tích đa thức thành nhân tử. một nhỏ, chúng ta xét các ví dụ. Ví dụ 1 là hãy viết 2x mũ 2 4x thành một tích của những đa thức. Thì chúng ta sẽ viết 2x mũ 2 4x thành một tích của những đa thức như sau. Ở đây 2x mũ 2 em viết thành 2x nhân với x trừ 4x các em viết thành 2x nhân với 2. Thì lúc này đa thức đã xuất hiện thừa số chung. Hay còn gọi là nhân tử chung. Đó chính là 2x. Chỗ này có 2x và chỗ này cũng có 2x. Như vậy các em áp dụng quy tắc là a nhân b cộng a nhân c có thừa số chung là a. Như vậy các em đặt thừa số chung là a ra bên ngoài thì bên trong giống hoặc Chỗ này còn lại là B cộng với cộng với C. Tức là A nhân B cộng A nhân C bằng A nhân mở ngoặc B cộng C đóng ngoặc. Tương tự ở đây, chúng ta có thừa số chung hay còn gọi là nhân tử chung là 2x. Do đó các em đặt 2x ra bên ngoài. Thì chỗ này sẽ còn lại là x trừ đi trừ đi 2. Thì việc biến đổi 2x mũ 2 trừ 4x thành tích 2x nhân với mở ngoặc x trừ 2 đóng ngoặc. Người ta gọi là phân tích đa thức 2x mũ 2 trừ 4x thành nhân tử là 2x nhân với mở ngoặc x trừ 2 đóng ngoặc. Như vậy, phân tích đa thức thành nhân tử hay là thừa số là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức. Các em nhớ là nhân tử hay còn gọi là thừa số. Đó bây giờ chúng ta sang ví dụ 2 là phân tích đa thức 15x mũ 3 trừ đi 5x mũ 2 cộng 10x thành nhân tử. Ở đây chúng ta nhận thấy x mũ 3 này, x mũ 2 này, x mũ 1 này, x mũ 1 là bé nhất. Như vậy, x mũ 1 chính là thừa số chung của x mũ 3, x mũ 2 và x mũ 1. Tiếp theo là 15, 5 và 10. Thì chúng ta nhận thấy 15, 5 và 10 đều chia hết cho 5. Như vậy là chắc chắn đa thức này sẽ có nhân tử chung là 5 nhân x, x. Do đó 15x mũ 3 các em sẽ phân tích thành 5x nhân với 3x mũ 2 5 x 3 bằng 15 x nhân x mũ 2 thành x mũ 3 rồi trừ 5x mũ 2 thì các em phân tích thành trừ 5x nhân x 5x nhân x bằng 5x mũ 2 cộng với 10x thì các em phân tích thành 5x nhân với 2 lúc này đa thức đã xuất hiện thừa số chung hay còn gọi là nhân tử chung đó là 5x như vậy là các em đặt 5x ra bên ngoài bên trong sẽ còn lại là 3x mũ 2 trừ đi x và cộng với 2 thì việc phân tích đa thức 15x mũ 3 trừ 5x mũ 2 cộng 10x thành tích 5x nhân với mở ngoặc 3x mũ 2 trừ x cộng 2 đóng ngoặc người ta gọi là phân tích đa thức thành nhân tử Rồi, bây giờ mời các em sang phần 2, áp dụng hỏi chấm 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. A. À, x mũ 2 x. Ở đây x mũ 1 là bé nhất. Như vậy, chắc chắn là x mũ 1 sẽ là nhân tử chung của x mũ 2 và x mũ 1. Do đó, các em sẽ phân tích x mũ 2 thành x nhân x trừ đi x. Và bây giờ các em sẽ đặt nhân tử chung ra bên ngoài Tức là đặt x ra bên ngoài Thì bên trong sẽ còn lại là x Chỗ này là trừ X chia x bằng 1 Rồi Như vậy là sẽ bằng x nhân với x trừ 1 B nhỏ 5x mũ 2 nhân với x trừ 2y Trừ 15x nhân với x trừ 2y Ở đây chúng ta nhận thấy giữa 5 và 10 năm thì 5 và 10 năm cùng chia hết cho 5. Như vậy chắc chắn chúng ta có nhân tử chung ở đây là 5 rồi. Tiếp theo, giữa x mũ 2 và x thì chúng ta có nhân tử chung là x. Như vậy, đến đây chúng ta sẽ có nhân tử chung là là 5 nhân x. Tiếp theo, chúng ta nhận thấy cả hai chỗ này đều có nhân tử chung là x trừ 2y. Như vậy tổng hợp lại thì chúng ta có nhân tử chung là 5 nhân x nhân với x trừ 2y. Chỗ này là 5x bình phương, các em phân tích thành 5x nhân x. Chỗ này là x trừ 2y, các em giữ nguyên này. Trừ đi 15 nhân x. Thì 15 nhân x các em phân tích thành 3 nhân 5x. 3 nhân 5 bằng 15. 15 nhân x các em phân tích thành 3 nhân 5x. Rồi nhân với x 2y. Đến đây chúng ta có nhân tử chung là 5 nhân x. Chỗ này cũng có 5 nhân x nhân với x 2y. Chỗ này cũng có nhân với x 2y. Như vậy các em đặt nhân tử chung ra bên ngoài là 5 nhân x nhân với x 2y. Thì các em lấy cụm thứ nhất này, các em chia cho 5x nhân x 2y thì các em sẽ được là là x. Rồi, chỗ này là trừ, chỗ này là trừ. Các em lấy cụm thứ hai chia cho 5x nhân với x 2y thì còn lại là 3. Kết quả sẽ là 5x nhân với x 2y và nhân với x 3. Tiếp theo các em sang câu C là 3 nhân x y trừ 5x nhân với y x. Ở đây các em lưu ý là nhiều khi để xuất hiện nhân tử chung, chúng ta cần đổi dấu các hạng tử Ví dụ các em có thể viết A bằng trừ của trừ A Trừ của trừ A Âm của âm thì bằng dương A bằng trừ của trừ A Như vậy đối với đa thức này Để cho nó xuất hiện nhân tử chung là x trừ y Thì các em sẽ biến đổi y trừ x bằng trừ của x trừ y Rồi các em nhớ nhá để xuất hiện nhân tử chung là x trừ y thì các em sẽ biến đổi y trừ x bằng trừ của x trừ y chỗ này trừ 5 x thì các em vẫn giữ nguyên này còn chỗ này là y trừ x thì các em biến đổi nó thành trừ của x trừ y rồi đến đây chúng ta sẽ biến đổi một chút 3 nhân x trừ y giữ nguyên chỗ này là âm nhân với âm bằng dương này như vậy là sẽ cộng với 5 x này cộng với 5 x này nhân với x trừ y này Đến đây thì chúng ta đã nhận thấy nhân tử chung là x chữ y rồi Chỗ này có x chữ y Chỗ này cũng có x chữ y Như vậy các em sẽ đặt x chữ y ra bên ngoài Cụm thứ nhất chia cho x chữ y thì bằng 3 Cụm thứ hai chia cho x chữ y thì bằng 5x Như vậy là x chữ y nhân với 3 cộng 5x là kết quả cuối cùng Rồi tiếp theo các em sang bài hỏi chấm 2 là tìm x sao cho x mũ 2 trừ 6x bằng 0. Thì đầu tiên ta sẽ phân tích 3x bình trừ 6x thành nhân tử trước. 3x bình. Ở đây các em lưu ý nhá. Giữa 3 và 6 thì 3 và 6 cùng chia hết cho 3. Tức là các em tìm ước chung của 3 và 6. Ước chung của 3 và 6 là 3. Như vậy nhân tử chung là là 3 tiếp theo giữa x mũ 2 và x thì ước chung của nó là x như vậy tổng hợp lại chúng ta sẽ có ước chung của 3x bình trừ 6x sẽ là là 3x như vậy em sẽ phân tích 3x mũ 2 thành 3x nhân x, x này 6x em phân tích thành 3x nhân 2 này đến đây chúng ta có thừa số chung hay còn gọi là nhân tử chung là 3x này em đặt 3x ra bên ngoài cụm thứ nhất chia cho 3x bằng x chỗ này là trừ, chỗ này cũng là trừ. Cụm thứ hai chia cho 3x thì bằng bằng 2. Như vậy kết quả bằng 3x nhân với x 2. 3x nhân với x 2 bằng 0. Thì các em nhớ là tích bằng 0 khi từng thừa số bằng 0. A nhân B mà bằng 0 thì sẽ xảy ra là A bằng 0 hoặc là B bằng 0. A bằng 0 thì 0 nhân với B bằng 0. Rồi, hoặc là b bằng 0 thì a nhân với 0 thì cũng bằng 0. Như vậy phương trình 3x nhân với x 2 bằng 0 thì ta sẽ suy ra là 3x bằng 0. 3x bằng 0 hoặc là x 2 bằng 0. Một trong hai trường hợp này xảy ra thì thì 3x nhân với x 2 sẽ bằng 0. Nếu 3x bằng 0 thì suy ra x bằng 0. Bởi vì 3 chỉ có nhân với 0 thì kết quả mới bằng 0 được. Rồi nếu x trừ 6 bằng 0 x trừ 6 bằng 0 hai số mà trừ đi nhau bằng 0 thì điều đó chứng tỏ là hai số đó bằng nhau tức là x bằng 6 rồi nghiệm của phương trình là x bằng 0 và x bằng 6 thì như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video để theo dõi toàn bộ video toán lớp 8 thì các em có thể xem ở phần giá sách phát được đặt ở cuối video này rồi đừng quên ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong các video tiếp theo.